Mẹ dẫn cụ tí lên văn phòng ông hiệu trưởng, xin cho cụ tí nghỉ lớp, sau khi trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với mẹ cụ tí là ông sẽ hỏi cụ tí một số câu hỏi về khoa học, còn cô giáo chủ nhiệm sẽ hỏi tí về kiến thức tổng quát. Nếu cụ tí trả lời đúng, ông sẽ cho cụ tí nghỉ lớp. Hiệu trưởng, 25 lần 25 là bao nhiêu? Cụ tí, dạ là 625. Hiệu trưởng, công thức tính diện tích vòng tròn. Cụ tí, dạ là bình phương bán kính nhân pi. Hiệu trưởng, nước mốt thành hơi khi nào? Cụ tí, dạ khi nước sôi ở 100 độ C. Sau gần 10 phút, tra tấn, cụ tí, câu nào cụ tí cũng đáp đúng hết. Ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của cụ tí và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát. Cô giáo, con gì càng lớn càng nhỏ? Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng cụ tí trả lời ngay. Cụ tí, dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ. Cô giáo, cái gì trong quần em có mà cô không có? Ông hiệu trưởng xanh cả mặt. Cụ tí, dạ là hai cái túi quần. Cô giáo, ở nơi đâu lông của đàn bà quan nhiều nhất? Ông hiệu trưởng run lên. Cụ tí, dạ ở Phi Châu. Cô giáo, cái gì cô có ở giữa hai chân của cô? Ông hiệu trưởng chết điếng người. Cụ tí, dạ là cái đầu gối. Cô giáo, cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt? Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra. Cụ tí, dạ là cái lưỡi. Cô giáo, cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình? Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tèo trả lời nhưng bé Tèo đáp ngay. Cụ tí, dạ là cái giường ngủ. Cô giáo, cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra? Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo. Cụ tí, dạ là dầu sơn móng tay. Cô giáo, cái gì dài dài như trái chuối? Cô cầm một lúc nó chảy nước ra. Ông hiệu trưởng gần xỉu. Cụ tí, dạ là cây cà rem. Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với cụ tí. Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được một câu nào hết. Mẹ dẫn cụ tí lên văn phòng ông hiệu trưởng, xin cho cụ tí nghỉ lớp, sau khi trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với mẹ cụ tí là ông sẽ hỏi cụ tí một số câu hỏi về khoa học, còn cô giáo chủ nhiệm sẽ hỏi tí về kiến thức tổng quát. Nếu cụ tí trả lời đúng, ông sẽ cho cụ tí nghỉ lớp. Hiệu trưởng, 25 lần 25 là bao nhiêu? Cụ tí, dạ là 600.